Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu và OK. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng ạc của mượn ạc của anh để mà review con gâu trắng, ối lộn con Bitmon. Sẵn rồi mình sẽ dùng Bitmon đi liên đấu thử luôn như thế nào nha anh em. Rồi, OK. Rồi, để mình vô mình xem lại lần Bitmon đi liên đấu như thế nào. Trời ơi, ghép tem căng dữ người ta. Mới trận đầu tiên mà nó ghép căng dữ luôn anh em. Wow, trời ơi. Không biết cái âm thanh lớn không để mình mọi người nhỏ lại xíu phần xíu không nghe tiếng mình còn lại tiếng game không nghe mà wow wow quá xịn sò luôn em à, quá xịn sò luôn. Căng tem luôn em à, bên mình chỉ có con A với lại con Bitmon thôi, còn lại là A kia, nói chung là A kia cũng thật là tóc tạo, bên kia có con Sanji và bốn con A luôn em à. Quá đỉnh luôn em à, đỉnh của đỉnh luôn anh em. Ồ bên kia có con gác luôn. Đây mình xem cái tem như thế nào. Ồ ok, bên kia có con Katakugi, bên mình cũng có con Katakugi nhưng mà con Katakugi bên mình nó nhiều sao hơn em à. Wow, hơi bị xịn sò nha anh em. Bitmon của IA đã lên được 3 sao rồi. Thì 3 sao như thế nào á, thì khi mà anh em có tướng rồi thì anh em tốn thêm 1k kim cương thì anh em có thể là mua được con Bitmon, để xíu mình sẽ review Bitmon sau. Ôi, để mình tách ra hàng 2 video đây anh em. Một cái video thì mình sẽ sử dụng Bitmon đi liên đấu xem thử như thế nào, và một cái video thì mình sẽ review chi tiết con Bitmon đi solo với lại những anh em khác. Ok, anh em cứ đón chờ xem những video mới nhất của mình nha anh em. Mình sẽ review cho anh em xem, và không biết Bitmon hiện tại bây giờ có cái giá là 500k anh em à, 3.000 kim cương thôi. Đó, 3.000 kim cương là anh em có ngay là một con Bitmon 3 sao, 1 sao thôi anh em tốn 1k kim cương để anh em mua thêm hai con Bitmon nữa, là anh em sẽ lên được 3 sao. Wow, trước mắt là mình thấy là con Bitmon là nó hơi bá đạo trên từng hạt gạo nha anh em. Quá đỉnh luôn anh em à, bên kia có hai con San luôn, cũng không thể nào mà chịu nổi với lại Bitmon. Wow, mấy bạn kia do mình vô mình đi trễ anh em, do mình đi trễ. Hiện tại thì bây giờ cái điện thoại của mình nó bị trễ giờ anh em à, nó bị trễ giờ. Mình trong điện thoại của mình thì mới có 5 phút thôi, hiện tại bây giờ thì nó đã tới gần phút thứ 7 rồi anh em, cho nên là mình bị trễ hết 2-3 phút rồi đó, cho nên là mình canh giờ nó bị trễ hơi cậy. Chủ yếu mình vô mình review cho anh em xem để con Bitmon nó đi liên đấu như thế nào anh em. Anh em có thể là thấy là nó hơi bị bá đạo nha anh em, cực kỳ bá đạo anh em à, cũng khá là trâu anh em à, khá là trâu. Mặc dù chỉ mới có 3 sao thôi, đam thì nói chung là cũng không được nhiều, không được to cho lắm, nhưng mà nói chung là cũng khá là bá. Đây hiện tại thì bây giờ cái tem bên kia là có ai gấu mập á. Wow, gấu mập bên tem bên kia anh em à, gấu mập bên tem bên kia. Wow, Kubin, AA, Katakugi luôn em mà chết rồi. Bên mình chỉ có con Katakugi nhưng mà có một sao thôi em. Nhưng mà không sao hết rồi em à. Wow, chết rồi. Bị đẩy cái tá rồi em à. Lạc lại không nổi rồi em à. Wow, hơi bị trâu quá em. Mới bị khan tiếng nhau cho nên là mình tắt tiếng để mà mình thằng thắng một xíu, nó bị đau họng em, do uống nước đá nhiều quá cho nên nó bị đau họng. Milo nhiều quá em, Milo dầm, cacao dầm kia các kiểu. Wow, Sanji bên kia trâu dữ người ta. Thằng thắng luôn em, hình như là nó bị ép về cái góc này, sau đó là ép về góc này như là nó bị khó dính được hết chiêu rồi anh em. Đa số thấy bị ép dãy góc này thì nó lại khá là khó cấm chiêu được em đó. Quá đỉnh luôn em à, mặc dù đi khá là trễ nhưng mà vẫn top khá là cao.
win 5 trận anh em à, win 5 thua 1 thì 7. Để xíu mình xem lại thứ hồi nãy mình không để ý. Rồi luôn. Bên kia hai Katakuri là mình thấy là test đứt rồi anh em à. Bên mình Kick Mom nè. Rồi Bohankuk 3 con A, trong đó có hai con A 10 sao thôi. Còn con A kia thì mới có 6 sao thôi anh em à. Quả anh Katakuri bên kia né hơi bị căng nha. Rồi, ok. Wow. Đam lúc nào cũng hai ba hạng 2, hạng 3 hết rồi mà. Nói chung là cũng có đam nhưng mà hơi ít một xíu thôi. Tại vì con A thì đam hơi ảo chứ anh em, nếu mà tem có nhiều Sanji hay là cái gì đó thì đam sẽ to. Trời ơi, ai đây? Phúc FFA bé nhỏ Katakuri VIP. Wow, toàn tạ. Tết xâm vầy, bên kia không có một con nào đam nữa anh em à. Bên kia không có một đam, ủa? Bên kia có con A nữa. Như là nãy bạn ơi, ơi. Quên chuyện hồi nãy bạn nó giờ đổi được A. Bên mình thì có con Big Mom với lại con A, ở bên kia thì có con A với lại con Sanji. Bò Hàn Quốc bên kia vẫn còn sống anh em, bò bên kia vẫn còn sống nhưng mà khá tiếc cho tên bạn đó là không xin nhiều cho mấy. Wow, Sanji cấp này khá là trâu anh em, Sanji cấp này trâu quá, trâu vãi vậy ta, trâu ghê gớm luôn em à, cực kỳ trâu luôn á, trâu kinh khủng, quá trâu luôn em à. Gọi luôn khả năng cao rồi, cái trận này có thể là của hạ anh em. Nãy mình không biết là Rian đang sử dụng cái trái quỷ gì nữa nè, giống như là trái Google hay trái Google đây, mình không quên để ý nữa. Nãy giờ mình không thấy thằng Thánh gì mà mình nghĩ là chắc là trái Google rồi nè, có trái lộn trái Google rồi nè. Một phút nữa không biết là có thể là viên địa không đi. Wow, né bị kinh vậy Genji. Genji bên kia nó thấy căng quá nè mà. Wow, bị khóa chiêu rồi nè mà. Bị khóa chiêu, khả năng cao sẽ win anh em, khả năng sẽ win này. Genji bên kia nói chung là đá là vui thôi chứ cũng không có đam là mấy anh em. Đam nhưng mà cũng chẳng xi nhê so với gáp với lại cái wow. Trời ơi, 10 giây cuối cùng hòa luôn anh em, thua luôn. Dĩ mà thua được anh em à, dĩ mà thua được. Wow, nghĩ Genji bên kia 123 triệu đam. Kinh thật sự đi. Vậy nãy mình ra luôn cho rồi. Để bây giờ thua chặn anh em. Thua mà lại tốn thời gian đó chứ. Ra luôn thì mình sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Big Mom quá chiêu. Đấy. Ok. Em có cả Sengoku luôn em à. Sengoku 1 sao. Nhưng mà khá là hay, khá là ngon anh em à. Rồi, thắng 7 thua 2, 160 điểm anh em à. Vô trễ xíu anh em, vô trễ hết tầm cỡ 6-7 phút anh em, 7 phút luôn á. Vô trễ, khá là trễ anh em, 6-7 phút gì đó. Cho nên là không, nếu mà vô đúng giờ có khả năng là sẽ top 1 anh em à. Top 1. Ôi trời ơi, cái tem gì vậy nè. Zugo, A 9 sao. Không biết là có khả năng là gánh tem nổi không đây. Tứ hoàng anh em à. Trong tem có một cái tứ hoàng gọi là khá là khủng khiếp, nhưng mà cũng rất tiếc bị A bắn lủng lỗ với nhầy hết em à. Sensei đã dập kho câu. Big Mom ở trong chuyện nó hơi bị siêu to khổng lồ mà sao trong game nó hơi bé xíu sao anh em. Nghĩ là Gâu Trắng, Kaido hoặc là Big Mom thì ba con này như trong game nó cũng phải hơi to to một xíu anh em. Cho nó giống với trong chuyện ha. Hiện tại thì bây giờ mình thấy là nó cũng khá là bằng A anh em à. Bé xíu 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 cũng bằng A thôi. Wow, bên kia 5 con A anh em. Bên kia 5 con A luôn mà, nhưng mà rất tiếc các bạn trẻ à, rất là tiếc cho các bạn. Wow, khá là ngon anh em à, cực kỳ ngon luôn. À, bên kia 5 con A cực kỳ diễn sò nhưng mà cũng rất tiếc, không thể nào mà chịu nổi Big Mom. Có nhiều anh em ở trên group bảo là nó hơi bị phế mà ta, nãy giờ mình test mình thấy nó cũng khá là ok anh em. Chết đòn Monkey, mình chưa được đọc tên hết, Monkey nó bên mình u. Bên mình A hơi bị diện nha anh em. Tất cả Shinji thế nào, Shinji lóc lên phát đi, Shinji ok. Chỉ việc Shinji chỉ là lóc lên phát là coi như là bên kia là xong phiên rồi. Xong phiên các bạn trẻ rồi, các bạn trẻ à. Chỉ cần Shinji lóc lên phát thôi là coi như là xong phiên liền, đứt bóng liền anh em. Đây, không mà một nhân tố không thể nào mà thiếu trong cái đội hình đó chính là anh ba Shinji. Rồi ok, chỉ còn lại có 1 phút 24 giây nữa thôi sẽ kết thúc liên đấu anh em. Nhưng mà chắc là không vô được mỗi cái top 10 đó anh em à.
Tại mình đi trễ quá. Vậy nãy vô sớm xíu là được rồi. Nãy giờ mình làm công chuyện cho nên là vô hơi trễ xíu, định đi liên đóng cho anh em xem nhưng mà vô hơi trễ xíu. Phúc FFA, trời ơi, phá liên đóng nó vậy fan. Không biết Big Mom có thể là căng được cái kèo này hay không. Căng được cái kèo phá này hay không đây. Bên mình thiếu Sanji anh em ạ, bên mình thiếu Sanji, bây giờ còn Sanji bên kia nó áp sát rồi anh em ạ. Sanji bên kia nó đã áp sát rồi. Thua anh em. Bây giờ hiện tại giờ chỉ lại còn lại mỗi con A với lại con Mikovin thôi. Con Katakuri bên kia rất là cầm trái Miga quá anh em. Trò khá thốn. Trò cực kỳ thốn anh em ạ, nghĩ là chắc là cầm trái Miga. Wow, đam 54 triệu đam luôn. 24 giây thôi, 24 giây cuối cùng anh em ạ. Một cái trận đấu cuối cùng. Mình nghĩ là trận này cái team mình sẽ win anh em. HT77. Mình nghĩ là trận này team mình sẽ win anh em ạ. Mặc dù là team không có con Sanji nào hết. Nhưng mà bên kia, nói chung là cái team bên kia nó cũng cực kỳ bá đạo. Gáp nữa anh em ạ. Gáp với lại Big Mom. Wow. Hình như là con Big Mom nó thôi miên rồi anh em ạ. Nó thôi miên con Gáp quay lại đấm team bên kia anh em ạ. Quá hay. Quá hay cho Big Mom anh em ạ. Wow. Hạng 21. Hạng 21 anh em ạ. Hạng 21. Nhận phần thưởng luôn. Rồi, ok. Đó, thì cuối cùng cũng đã đi liên đấu xong với lại Big Mom 3 sao rồi. Sau này khi mà đua top nạp xong thì mình sẽ mượn và sẽ review Big Mom to hơn nha anh em. Sao to hơn anh em xem. Hiện tại giờ Big Mom nếu mà top 1 thì sẽ nhận được tới 30 con Big Mom mà anh em ạ. 30 con Big Mom là mình nghĩ là cũng khá là nhiều sao, và nếu mà chịu nạp mỗi ngày thì cũng được kha khá Big Mom anh em. Wow. Này nạp kinh khủng khiếp rồi nè. Đang phe chiến anh em. Đang phe chiến hả? Wow. Phe chiến đợt này như là có học quà không ta? Không có học quà nha mà. Mình cũng không biết là phe chiến đợt này có học quà hay không, hay là học quà ở trong cái sự kiện nạp thôi. À, lỗi, cái chiêu màu đặc biệt thôi. Chiêu màu đặc biệt anh em. Sử dụng học quà này để mà đổi vật phẩm đặc biệt gì đó. Mình cũng không biết là đổi vật phẩm bị hải quân tấn công nhưng đối phương không thể nào đánh bại bạn được. Ôi, đánh đường cả Rian cũng căng. Cái này hiện tại bây giờ Rian đang trấn thủ ở Impel Down anh em ạ. Hiện tại bây giờ Rian đang trấn thủ Impel Down bây giờ. Hiện tại bây giờ bị quánh khá là dữ dội anh em ạ. Nhưng mà rất tiếc là không ai có thể là hạ gục được Rian. Hiện tại giờ Rian đang còn lại tới 15 điểm. Bây giờ mình sẽ sử dụng ạc của Rian công cái thành này xem thử như thế nào đây. Wow. Bị gì nữa nè. Xuất kích. Không thể kết nối với máy chủ. Nó bị quánh nhiều quá anh em. Rian bị quánh nhiều quá cho nên là bị máy chủ nó trả về không kịp, cho nên nó bị văng ra ngoài. Bây giờ mình sẽ đi test thử phe chiến thử xem sao anh em. Rồi bị quánh liên tục anh em à. Vì quánh liên tục tì với mấy bạn. Mấy bạn quánh gì căng gì mấy bạn ơi. Ok, để bây giờ mình sẽ đánh thử cho anh em xem thử nha. Rồi luôn. Mệt thiệt chứ. Bị quánh hoài luôn anh em à. Không xem, không đánh được luôn, xuất kích. Để bây giờ mình xem thử là có thể là đánh được ai bên kia không. Ok, rồi xem được nè. Hiện tại thì bây giờ cái team của Ian em không sử dụng con Navigot luôn em ạ. Không sử dụng Navigot luôn. Thay vào đó là sử dụng con Big Mom luôn em ạ. Vậy thì mình sẽ hấp gym luôn. Ngại ngùng gì nữa, bây giờ mình sẽ quánh thẳng qua bên cái thành kế bên Impel Down luôn. Đây. Có hai bạn trẻ ở đây à. Bây giờ mình sẽ hấp gym hai bạn trẻ luôn. Rồi luôn, bị chiếm rồi anh em ạ. Bị quánh về hết điểm thủ anh em ạ. Rian hiện tại bây giờ hết điểm thủ rồi. Hiện tại bây giờ đã về tới nhà rồi anh em ạ. Đây bây giờ mình sẽ di chuyển xuống Terrilla Fort. Ok. Đó, thì nói chung là cái video này chủ yếu là cầm Big Mom đi liên đấu cho anh em xem thử như thế nào thôi, chứ ngoài ra là cũng không còn cái gì để có thể làm cho anh em xem. Xíu mình sẽ review con Big Mom sau. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video đây quá anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái tựa game đã khóa nha. Và video tiếp theo mình sẽ review chi tiết Big Mom hơn cho anh em xem. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Cảm ơn anh em xem video của mình. Chúc anh em có một buổi tối thật vui vẻ nha. Bye bye anh em.